Kim thật trở về, muốn giành lại mọi thứ mà cô ta cho rằng tôi đã cướp của cô ta. Nhưng cô ta không biết rằng cha mẹ tôi vô cùng bạo lực, vị hôn phu thì phóng đãng mê cờ bạc và công ty gia đình đang nợ nần chồng chất. Nếu cô ta đã muốn thì tôi xin dâng hết bằng cả hai tay luôn. Dư Vãn mặc một bộ quần áo tồi tàn, đang đứng dưới đại sảnh. Cách trang điểm của cô ta không không hợp với khuôn mặt tí nào cả. Cô ta dường như không quen với việc có nhiều ánh mắt xa lạ đánh giá như vậy cả người có vẻ khá ngại ngùng. Cha, mẹ, ánh mắt dư vãn cuối cùng cũng dừng ở trên người tôi. Chị, cô gọi. Mẹ tôi chiều mến nắm lấy tay của dư vãn và đặt nó vào lòng bàn tay của bà. Con gái của mẹ, mẹ thật có lỗi với con, lại để con lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm như vậy. Nước mắt trào ra trên khuôn mặt dư vãn. Một câu mẹ, cô ta gọi đi gọi lại đến chục lần, nghe thật thê lương. Ngay cả Bảo Mẫu đứng một bên cũng không khỏi lấy tạp dề lau nước mắt. Tất cả mọi người đều vây quanh Dư Vãn. Ngoại trừ tôi. Dư Vãn là con gái thật của Khương gia, vậy còn ai ở đây là tu hú chiếm tổ giả Thiên Kim chứ? Thật không may, đó là tôi. Lúc vừa biết tin này, hai lòng trắng mắt của tôi như lòi ra. Sau hơn chục năm chung sống êm đềm, đột nhiên trở thành Thiên Kim giả, tin tức như vậy chẳng phải quá sốc rồi sao? Ngay cả lúc này cũng có mấy người hầu lén lén lút lút đánh giá tôi, tựa như muốn biết kết cục của tôi sẽ như thế nào. Là sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, hay là vẫn sẽ ở lại cùng với Thiên Kim thật kia mà cắn xé hay là hòa bình với nhau. Tôi cũng nghe thấy ai đó nói nhỏ, thảo nào tiểu thư lớn lên trông chẳng giống ông bà. Là không giống sao, có lẽ do sắc đẹp của tôi hơn hẳn so với những người bình thường như họ nhỉ. Trái ngược với những người khác đang khóc lóc cùng kích động, trông tôi quá bình tĩnh đến mức lạc lõng. Suy cho cùng, đó là vì tôi không có hứng thú với bộ phim gặp gỡ người thân này. Vì vậy, khi họ đang biểu diễn tình cảm mãnh liệt, tôi chỉ liếc qua đó, rồi tiếp tục nhìn xuống biểu đồ thị trường chứng khoán trên điện thoại của mình. Họ nói chuyện vui vẻ một lúc, cha tôi mới gọi tên của tôi. Khương Tiêu, lại đây. Tôi cất điện thoại, trầm mặc mà đi đến ghế sofa. Dư vãn ngày mai sẽ chuyển đến trường của con, con phải chăm sóc em ấy thật tốt đấy. Khương Trạch Thành lên tiếng. Tôi cũng hiểu ý ông. Cha mẹ nuôi của Dư Vãn cũng là cha mẹ ruột của tôi, đã qua đời nhiều năm trước. Cũng bởi Khương gia đã dành nhiều tiền và nhân lực để đào tạo tôi trong thời gian dài như vậy. Hiện giờ tôi biết mình là người ngoài, khẳng định bọn họ nghĩ rằng tôi phải cung cúc tận tụy giúp đỡ cô ta. Ở phương diện tiền bạc, Khương gia thực sự không hề bạc đãi tôi. Vâng, tôi nói. Dư Vãn ngượng ngùng cúi đầu cười cười, "Chị, sau này xin chiếu cố em nhiều hơn nhé." sau bữa tiệc chiều đãi đó bố mẹ tôi phải đến công ty nên bảo tôi dẫn dư vãn đi một vòng quanh tham quan nhà tôi dẫn dư vãn đi xem phòng cô ta trước theo như tôi điều tra dư vãn đã sống từ nhỏ trong cô nhi viện phòng ở đó kê bốn chiếc giường tầng nhưng lại có đến tám người ở bọn họ thật vất vả chen trúc nhau trong không gian nhỏ và tối còn căn phòng này là do mẹ tôi sắp xếp suốt đêm qua tuy hơi vội vàng nhưng đồ đạc đã coi như là đầy đủ hết phòng của dư vãn quay về hướng nam lúc này ánh mặt trời chói trang ánh sáng màu vàng ấm áp chiếu vào từng góc phòng những tấm rèm tung bay trong gió bên bàn được cắm một lọ hoa tươi mới trên sofa còn để rất nhiều thú bông khổng lồ bàn trang điểm và phòng tắm chứa đầy các loại sản phẩm chăm sóc da cao cấp và mỹ phẩm nhưng nét mặt dư vãn lại không hề tỏ ra vui vẻ chị em muốn vào phòng chị xem một chút nếu là trước đây tôi chắc chắn sẽ từ chối một yêu cầu như vậy nhưng bây giờ thân phận của tôi chỉ là một thiên kim giả, vì vậy tôi không thể hành động như trước nữa, tôi phải giữ một thái độ thật là khiêm nhường. Tôi liền đồng ý với yêu cầu của Dư Vãn. Căn phòng của tôi có màu chủ đạo là Morandi, ấm áp và thư giãn. Dụ Vãn thích thú nói, oa, chị ơi, phòng của chị nhìn đẹp quá. Nói xong, cô ta trực tiếp ngả mình lên giường của tôi. Trong khi cô ta vẫn đang đi giày. Chăn bông của chị cũng mềm quá, thật là quá ấm áp mà. Khuôn mặt trang điểm của cô ta vùi vào chân của tôi, có lẽ sẽ để lại rất nhiều vết phấn nền và son môi. Người hầu đi theo chúng tôi hít một hơi thật sâu, tỏ ra sợ hãi. Hai bên thái dương của tôi vô thức giật giật. Thấy Dư Vãn định mở tủ quần áo của tôi, tôi dùng một tay ngăn cô ta lại. "Dư Vãn, phòng bên cạnh mới là phòng của em. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô ta chú ý đúng mực." "A, à, thực xin lỗi chị." chỉ là em thích phòng của chị quá. Tôi không thèm để ý đến trà ngôn trà ngữ của cô ta, liền tìm cớ đuổi cô ta đi, sau đó sai người hầu thu dọn sạch sẽ đồ đạc vừa rồi dư Vãn động vào, cũng thay một tấm ga trải giường mới. Buổi tối, dư Vãn nằm ườn trên sofa chờ cha mẹ về. Bọn họ vừa về đến nhà, dư Vãn đã nhào vào lòng mẹ tôi giống y như chim nhỏ bay về tổ vậy. Mẹ tôi cũng tỏ ra ân cần, yêu thương cô ta, sau đó cũng nhẹ nhàng hỏi vài câu quan tâm lúc này người hầu đi ra nói thưa phu nhân bữa tối đã chuẩn bị xong rồi ạ trên bàn ăn dư vãn chạy vào đầu tiên ngồi thẳng vào chỗ tôi hay ngồi trong miệng không ngừng ríu rít nói chuyện với mẹ tôi thấy ghế của tôi đã có người ngồi bước chân tôi bất chợt dừng lại sau đó tôi đành phải ngồi vào chiếc ghế bên cạnh trước giờ người hầu nhà tôi thường chia món ăn theo vị trí ngồi của chủ nhân món ăn ưa thích của chủ nhân thường xếp trước mặt ghế chủ nhân hay ngồi Chỗ ngồi của tôi đã hơn 10 năm nay không thay đổi, nhưng bây giờ dư vãn ngồi đó, tôi hình như càng ngày càng xa món thịt chiên giòn mà mình yêu thích rồi. Cha mẹ không để ý đến những chuyện còn con này, còn gắp rất nhiều thức ăn vào bát của dư vãn. Dụ vãn cười đón lấy tất cả. Cha tôi hỏi, hôm nay con ở nhà thế nào? Con đã đi xem phòng chưa? Nếu có chỗ nào không hài lòng, con có thể báo quản gia để bố trí lại. Trên mặt dư vãn hiện lên một tia khó hiểu. Cô ta nói phòng của con cũng được, nhưng con càng thích phòng của chị gái hơn. Cô ta quay đầu lại từ một góc độ mà chỉ tôi mới thấy lộ ra vẻ mặt khiêu khích tôi. Đột nhiên ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía tôi. Vậy để gì tú theo cách bố trí phòng của chị mà mà trang trí cho em. Tôi nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Dư vãn nghiêng đầu hỏi vậy thì khoảng thời gian này con sẽ ở đâu vậy mẹ? Nhà tôi có nhiều phòng vậy, ở phòng nào mà trả được? nhưng Dư Vãn không hỏi tôi, tôi cũng không thèm đáp lại cô ta. Mắt mẹ tôi đảo một vòng, từ khuôn mặt liệt của tôi đến dáng vẻ dễ thương của Dư Vãn. Mẹ do dự nói, không hiểu, hay là để Dư Vãn ở cùng phòng con vài hôm nhé. Mấy ngày nữa là đến ngày tổ chức lễ nhận người thân, nếu để người khác thấy Vãn Vãn không có phòng riêng, con bé sẽ bị người ra xì xào mất. Tôi, nhưng đồ trong phòng con đều là đồ cũ, không thích hợp để đón em gái mới về. Dư Vãn sen mùng nói, em không để ý đâu chị khương trạch thành cũng gật đầu tôi xem ra mẹ vì em mà vội vã bố trí căn phòng mới vậy mà lại không lọt vào mắt em hay là thế này nếu em thấy thích phòng chị như thế vậy chị để phòng đó cho em luôn nhé dụ vãn trợn tròn mắt chắc là trong tâm cô ta chỉ nghĩ cà khịa tôi chút ai ngờ lại bị tôi chụp cho cô ta cái mũ cánh cá chọn canh lại còn trực tiếp nhường phòng của mình cho cô ta luôn ngược lại có vẻ tôi là người hào phóng tôi trực tiếp đứng lên thực lòng thì hương gia chúng ta đều có lỗi với dư vãn nếu em gái có bất kỳ yêu cầu gì người là chị đây sẽ tận lực thỏa mãn em bây giờ chị sẽ lên dọn đồ đi còn không phải chỉ là trà ngôn trà ngữ thôi ư ai mà chẳng biết thấy tôi có vẻ ủy khuất mẹ tôi chợt có chút không hài lòng với dư vãn trên mặt thoáng qua một tia không thoải mái tôi thầm cười ở trong lòng Tôi thật muốn xem Khương Trạch Thành cùng với Khổng Như Thu kia có thể giả vờ làm cha mẹ tốt được bao lâu. Tôi thật sự rất chờ mong nha. Tôi dọn đồ vào ở trong phòng dành cho khách. Đám người hầu mang đồ của tôi ở phòng cũ dọn sang đây, tôi liền bảo họ cầm cho mình thêm một ít thức ăn. Mới vừa nãy tôi còn chưa có ăn no nha. Một lúc sau, một đĩa lớn thịt giòn thái nhỏ cùng với năm loại sốt, nước trái cây được bưng lên. Tôi tiện tay mở một bộ phim truyền hình mới hot lên xem. Bởi vì nghề nghiệp chính của Khương Gia là làm trong ngành giải trí, cũng vì tính chất công việc, tôi thường hay xem một vài bộ phim mới nổi tiếng mỗi ngày để có thể hiểu biết hơn. Máy chiếu vừa mở lên, tôi liền xem đến vui vẻ. Trên máy chiếu đang chiếu cảnh một người đàn ông đang lôi lôi kéo kéo với nữ chính, chẳng phải là vị hôn phu rẻ tiền thiệu hàng của tôi sao. Tôi bắt chéo chân, nhìn vị hôn phu của mình đang đứng trong cơn mưa nhân tạo ở Hoành Điếm, thời điểm này là lúc anh ta nhận ra tình cảm thật sự của mình với nữ chính anh ta tiến đến ôm hôn nữ chính cuồng nhiệt dưới cơn mưa. Nữ chính ném đi chiếc ô trong tay, mà cũng bởi động tác hôn môi quá mạnh, chóp mũi hai người thân mật va chạm nhẹ vào nhau. Kỹ năng hôn không tồi nha. Tôi mở Weibo ra, vừa vặn nhìn thấy hot search mới nhất của bộ phim này. Thiệu Hằng, truy thê hỏa táng. Trong bài, bình luận không ngớt gọi vị hôn phu rẻ tiền của tôi là nam thần. Mặc dù anh ấy cha, nhưng anh ấy rất đẹp trai nhá. Nghe nói nhà Thiệu Hằng là gia tộc rất giàu có, nếu không làm được ở trong làng giải trí thì chỉ có thể về nhà thừa kế mấy chục triệu gia tài ha ha ha. Nhìn đi, đây chẳng phải thiếu gia nhà giàu thử trải nghiệm cuộc sống hay sao? Nếu như Thiệu Hằng thật muốn quay về kế thừa gia nghiệp, nhất định phải đóng thêm vài bộ phim truyền hình đó nha. Bởi thật sự anh ấy quá đẹp trai mà, câu trời khấn Phật đó. Tôi thích thú đọc bình luận của fan Thiệu Hằng, nhưng đúng lúc này, điện thoại WeChat bất ngờ vang lên tôi vừa đưa mắt vào điện thoại liền nhìn thấy hai chữ to chói lọi thiệu hằng tôi gấp một miếng thịt chiên giòn cho vào mồm rồi mới ủy oải ấn nút nghe điện thoại bảo bối yêu của em ơi chị đang ở nhà sao chị đã ăn cơm chưa thế giọng nói trầm ấm giống hệt như trên màn hình lớn đột nhiên xuất hiện trên điện thoại di động của tôi tôi đừng nói chuyện ghê tởm thế chứ có chuyện gì mau nói đi thiệu hằng cười tủm tỉm chị tiếu cho em mượn một ngàn vạn có được không? Tôi mỉa mai nói, sao vậy hả thiệu đại thiếu gia, trả nhẽ cậu đi đóng phim truyền hình nhưng lại không được trả lương ư. À mà, không phải gần đây cậu đang đi mơ cao sao? Thiệu Hằng là một tay chơi cờ bạc đích thực. Có lần tôi thấy hắn ta đi vào sòng bạc, thua mấy ngàn vạn tệ, hắn ta cũng đều không chớp mắt, chẳng khác gì người bình thường đang nhàn nhã mà cầm nhẹ ly rượu vang đỏ. Hết vòng tay qua ôm người mẫu ăn mặc hở hang này, lại đến đòi hôn người phụ nữ ăn mặc hở hang khác. Hắn ta là người có thể kiếm tiền, nhưng cũng là người chi tiền nhiều hơn kiếm. Hơn nữa, người này lại toàn nói dối, mỗi lần bị hỏi đến đều nói, tôi không bao giờ đánh bạc nữa, nhưng thực tế thì có bao giờ hắn ta bỏ được cờ bạc đâu. Cũng không khoa trương khi nói, từ lúc tôi 8 tuổi đã đánh mất lòng tin với hắn ta rồi, còn lâu tôi mới muốn cho hắn ta vay tiền ấy. Tôi im lặng một lúc, lặng lẽ nhìn lên trần nhà, đảo mắt và trả lời, thiệu hằng tôi thấy là cậu mất trí rồi lại dám gọi mượn tiền tôi gọi đến đây là muốn được nghe tôi mắng hay thèm nghe tôi chửi vậy thiệu hằng chị chị không thể giúp em sao tôi không có tiễn phong thiệu hằng vội vàng nói ấy ấy chị đừng cúp máy vậy mà gần đây có phải nhà chị mới nhận về một cô em gái đúng không câu hỏi của thiệu hằng uyển chuyển hướng sang chuyện khác em gái cái gì chứ người ta là thiên kim thật đó Tôi hỏi lại hắn, "Đúng vậy, cậu hỏi làm gì?" Thiệu Hằng gian trá hỏi, "Nói cho em biết chút đi chị gái, em gái chị có tiền hay không đó." Tự nhiên tôi nghĩ đến tấm thẻ ngân hàng mà cha tôi đưa cho Dư Vãn hôm nay. "Chắc là có, nhưng mà cậu đừng làm phiền em ấy." Đây cũng là những gì tử tế nhất mà tôi có thể nói rồi. Ngày hôm sau là thứ hai, là ngày tôi phải đi học. Năm nay tôi đang học lớp cuối cấp 3. Vừa bước xuống lầu, đã thấy Dư Vãn đã ngồi ăn cùng cha mẹ từ sớm. Cha tôi thì đang đọc báo, còn mẹ và Dư Vãn đang tán gẫu với nhau, thật là một cảnh tượng hòa thuận vui vẻ. Tôi bước đến bàn ăn và kéo ghế ra. Xoẹt, xoẹt, một âm thanh vang lên khi chân ghế quét qua sàn nhà. Âm thanh này có vẻ như làm ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Người cha hiền từ liền không kiên nhẫn mà liếc tôi một cái, còn mẹ tôi thì trực tiếp giáo huấn tôi luôn, sao đến giờ này con mới dậy thế, nhìn Dư Vãn đi, Em con đã dậy từ 6 giờ đó. 6 giờ đã dậy rồi ư? Vậy hẳn là cô ta đã đi ngủ từ sớm nhỉ. Chắc cũng chả biết đến cái gọi là cuộc sống về đêm đâu. Dư Vãn cười cười nói với tôi, dậy sớm ngủ sớm có lợi cho sức khỏe lắm á chị gái, từ mai chị có muốn thử một lần dậy sớm không? Hồi ở cô nhi viện, em còn dậy sớm hơn bây giờ nữa, bởi vì vừa tỉnh dậy là đã phải đi dọn dẹp khắp nơi rồi. Hôm nay Dư Vãn hình như đã học được cách bán thảm. Cha mẹ yên lặng nghe Dư Vãn kể về cuộc đời cay đắng của mình, thỉnh thoảng lại nói vài lời an ủi. Nhưng thành thật mà nói, tôi nghĩ hai người họ tò mò hơn là đau khổ. Những người thượng lưu như họ đã từng nhìn thấy cuộc sống của người nghèo như vậy bao giờ đâu. Tất cả cũng chỉ xuất phát từ sự tò mò thôi. Khóe mắt Dư Vãn hơi đỏ lên, cuối cùng cô ta nói, "Cảm ơn ba mẹ đã đón con về, cuối cùng con cũng có một gia đình của mình rồi." Cô ta vừa nói xong, Khương Trạch Thành liền chỉ tay về phía tôi, "Khương Tiếu, con nhìn xem em gái con, rồi nhìn lại con xem." "Thật là bội phục đó, tôi nằm không mà cũng trúng đạn nữa." "Thật ra tôi hay đi ngủ muộn vì học hành quá nhiều thôi." Trường học quý tộc không giống như trong phim truyền hình. Những đứa trẻ giàu có đều có những mục tiêu ngay từ khi còn nhỏ, cũng như nền tảng tốt thì thường cho chúng tầm nhìn rộng lớn, trường học càng tốt thì càng nổi tiếng. Nhưng tôi cũng biết Khương Trạch Thành với Khổng Như Thư đơn giản là cảm thấy tôi không ngoan ngoãn như là dư vãn nên mới giáo huấn tôi. Tất nhiên tôi cũng không ngu si mà đi cãi lại bọn họ. Tôi gật đầu, vẻ mặt tỏ vẻ đồng ý với lời dư vãn nói. Dư vãn, em nói đúng. Chị nên học hỏi tinh thần tốt đẹp của em, từ ngày mai chị sẽ ngủ sớm dậy sớm. Bữa sáng ngon mà nhạt nhẽo, không khí bữa ăn thì như đang đọc luận văn vậy. Tôi từ từ ăn nốt phần thức ăn trong bát, cũng không gắp thêm đồ ăn nữa, vội nói, con đi học đây. chờ chút. khổng như thư vội nói. hôm qua mẹ đã gọi điện thoại cho hiệu trưởng trường con rồi, cũng chuyển dư vãn đến học chung lớp với con. con phải chăm sóc con bé thật tốt đó. dư vãn vội vàng lấy khăn giấy lau miệng, đứng lên với tôi. chị, mong chị chiếu cố em nhiều hơn ạ. À? chiếu cố ư? không thành vấn đề nha. dư vãn mang theo chiếc cặp trống không, lên xe đi cùng tôi. trong xe, tôi cầm di động lướt qua các hot search trong ngày. Ai ngờ, hot search hiện ra đầu tiên lại là tin đại hoa đán nửa đêm hẹn hò với bạn trai trong khách sạn và bị chụp lén. Tin tức này lẽ ra không liên quan đến tôi, nhưng đại hoa đán này lại là một trong những minh tinh trụ cột mà Khương Gia đang quản lý. Trước giờ, đại hoa đán đều đi theo con đường thuần túy, điều này khiến cho rất nhiều người trong fan club của cô ấy muốn thoát fan. Tôi vội vàng gửi tin nhắn cho thư ký của Khương Trạch Thành để hỏi xem đó có phải là sự thật hay không. Thư ký Dương nhanh chóng trả lời, quả thật có chuyện này, Chúng tôi cũng đang liên hệ với bộ phận quan hệ công chúng để giải quyết rồi. Chỉ cần kiếm tiền không tốt sao? Vì cái gì mà một hai phải yêu đương? Ở Khương thị không cho phép các nghệ sĩ yêu nhau, điều này cũng đã được viết rõ ràng trong hợp đồng. Chỉ là vấn đề này thật không dễ xử lý. Đại hoa đán này cùng với nghệ sĩ nam kia hiện tại đang rất nổi tiếng, bọn họ ở công ty chiếm phần lớn tài nguyên. Trong đầu tôi mãi suy nghĩ đến chuyện này, tự mình đi vào trường lúc nào không hay dư vãn vẫn luôn đi theo sau tôi chị chị à dư vãn đứng sau hơn chục mét gọi tôi lúc này đúng lúc đông người nhất mọi người đều vội vã chạy đến lớp học của mình sau khi dư vãn kêu lên hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người ăn dưa em gọi cái gì vậy tôi quay đầu lại hỏi em đi theo không kịp chị chị đi chậm một chút có được không tôi nhìn đồng hồ hôm nay dư vãn mải nói chuyện với khổng như thu nên suýt nữa chúng tôi đã đến muộn còn có 5 phút nữa chuông sẽ reo. Tôi quay đầu nói với Dư Vãn, em tự đi tìm hiệu trưởng báo danh đi, phòng làm việc của ông ấy ở tầng 3 phía khu nhà hai tầng kia, chị đi trước đây. Nói xong, tôi tăng tốc chạy về phía tòa nhà giảng dạy. Khi tôi vào lớp, chuông cũng vừa reo. Lớp trưởng bắt đầu kiểm tra sĩ số lớp. Tiết đầu tiên của hôm nay là tiết ngữ văn. Thầy giáo dạy ngữ văn nay nay 40 tuổi, ông ta là một người nghiêm khắc và tỉ mỉ. Tiết học vừa bắt đầu được hơn 10 phút, liền thấy thầy hiệu trưởng dẫn theo Dư Vãn đến, gõ tay lên cánh cửa lớp. "Tôi xin phép cắt ngang thầy Lý chút." Hiệu trưởng nói, "Đây là Dư Vãn, học sinh lớp chúng ta mới chuyển đến, tạm thời cứ để em ấy xuống cuối lớp nghe giảng đi." Dư Vãn bước vào lớp, tay siết dây đeo của cặp sách. Tóc mái của cô ta hơi che đi lông mày, làm lộ ra khuôn mặt xinh xắn dễ thương, nhưng thoạt nhìn lại cũng có chút nhu nhược đáng thương. Giáo viên Ngữ Văn mấp máy khóe miệng lộ ra vài nếp nhăn thiếu kiên nhẫn sau khi hiệu trưởng rời đi ông ta gõ gõ lên bảng đen trước mặt dư vãn tiếp tục học nào bạn cùng bàn của dư vãn là một cô gái cao hơn một m bảy tên là chu hàm bởi vì cô ấy quá cao nên mới bị ngồi xuống bàn cuối của lớp chỗ ngồi của tôi cách họ không xa tôi có thể nhìn thấy chu hàm và dư vãn đang truyền tay nhau một tờ giấy tiếng chuông tan học vừa vang lên chu hàm liền sốt sắng nói với dư vãn cậu từ đâu chuyển đến vậy lúc trước cậu học ở trường nào hôm nay sao cậu đến muộn thế thầy giáo ngữ văn có vẻ không vui á bọn họ tỏ ra như kiểu quen biết lâu rồi vậy dư vãn nhẹ nhàng nói tớ đến đây với chị tớ là khương tiếu ngay khi hai chữ chị tớ vừa phát ra một số người liền tỏ ra hiểu biết về quan hệ của chúng tôi cũng có một vài người quay sang chĩa ánh mắt đánh giá về phía tôi và dư vãn xung quanh dư vãn trở nên yên tĩnh hơn dường như bọn họ đang dựng lỗ tay lên Muốn nghe thêm một vài tin tức mới. Hôm nay là lần đầu tiên tớ đến lớp nên đi hơi muộn, thế nhưng rõ ràng là 6 giờ tớ đã dậy rồi. Mọi người xung quanh kiểu, Dư Vãn đã dậy sớm như vậy, làm sao lại đến muộn vậy ta? Tôi, cô ta còn muốn khoe khoang việc dậy từ 6 giờ bao lần nữa vậy? Tôi nghe liền hiểu ngay ý của Dư Vãn, cô ta là đang nói bóng nói gió về tôi, trách tôi không nắm rõ thời gian biểu đi học. Tôi có nên nhẫn nhịn vụ này không nhỉ? Tôi hào phóng cười đi thẳng tới chỗ dư vãn dư vãn chân em không sao chứ dư vãn chợt sửng sốt chân của em bị làm sao ạ à? tôi chân em không sao hả thế sao sáng nay em đi chậm thế phụ tiếng cười truyền đến từ bốn phía em em được rồi nếu em không sao cả vậy thì đi theo chị chị giới thiệu một vòng quanh trường cho em nhé cũng coi như chủ nhà là chị đây đã hết lòng hết dạ lúc cô ta nghe thấy tôi nói từ chủ nhà mặt cô ta chuyển sang màu tái xanh nhìn hành động nhỏ của dư vãn mấy ngày nay tôi phát hiện ra cô ta rất quan tâm đến thân phận của mình nếu đã như vậy thì tôi cũng sẽ bày ra thái độ của một người chủ nhà tiếp đãi khách thật tốt với cô ta he <laughs> he dư vãn tức đến mức ngực kịch liệt phập phồng chị đừng quên tôi mới là nhưng lời nói của cô ta vẫn bị nuốt lại vào miệng tôi tất nhiên là biết cô ta muốn nói gì Chắc chắn là nói cô ta mới chính là Thiên Kim tiểu thư thật của nhà họ Khương. Chỉ là một khi những lời này nói ra, những người khác chắc chắn sẽ quan tâm đến việc trước khi cô ta nhận về như thế nào, ở Cô Nhi viện hay sao. Những cái vất vả, đau khổ khi mà ở Cô Nhi viện, nếu bán thảm với Khương gia thành và Khổng Như Thu thì tất nhiên rất được, thế nhưng mà nói với những người ở đây, chắc chắn nó sẽ trở thành đề tài bàn tán khắp nơi, cô ta tự nhiên sẽ trở thành tâm điểm đàm tiếu của mọi người. Nghèo đói quả là khiến người khác cảm thấy tự ti. Tâm tình Dư Vãn không tốt, hẳn cô ta sợ bị người khác phát hiện quá khứ nghèo khó, lại càng sợ người ta sẽ bàn tán về mình. Dư Vãn gượng cười, "Vậy, đành nhờ chị đưa em đi tham quan ạ." À. Tôi dẫn Dư Vãn đi vào đại sảnh tầng 1. Học sinh đến và đi, không lúc nào ngớt người. Tôi chỉ vào tấm bản đồ trên tường và giới thiệu, "Em xem này, đây là phòng giáo vụ, đây là nơi office building đây là khu chúng ta đang học đây là sân thể dục đây là phòng y tế dư vãn hả à? tôi được rồi vậy là chị đã giới thiệu cho em một vòng quanh trường rồi đó tan họp nha tôi vừa nói vừa vỗ tay mặc kệ dư vãn vẫn đứng sững sờ tại chỗ sau đó tôi liền đi siêu thị nhỏ mua chút đồ ăn vặt này không phải là tôi rảnh quá đâu chẳng qua muốn tránh cô ta lại mách lẻo trước mặt bố mẹ tôi mà thôi chiều nay lớp chúng tôi có một bài kiểm tra môn toán giáo viên lấy ra một sấp bài thi bắt đầu phân phát cho học sinh vừa cầm đề trên tay tôi liền phát hiện hay thật bài thi tất cả đều là đề thi đại học của những năm trước đây trong lớp từng đợt rên rỉ thở dài vang lên cuối cùng cũng đều bị giáo viên đàn áp xuống tôi nhanh chóng làm bài rồi nộp kết quả dư vãn thấy tôi nộp bài cũng cầm theo bài thi lên nộp thấy tôi hướng mắt sang muốn xem bài thi của cô ta cô ta liền che nó trước ngực tôi cạn lời đó cái này thì có gì phải che giấu chứ tiết tự học cuối ngày bài thi cũng đã được thầy giáo chấm xong giáo viên môn toán là người thích gọi từng học sinh lên nhận kết quả nếu gặp phải người làm bài không tốt lần nào cũng khịa thêm vài câu hôm nay tất nhiên cũng không ngoại lệ thẩm nhược ai cập kim tự tháp không vững chắc bằng em lúc nào cũng ổn định thứ nhất từ dưới lên lý tử mộc lúc này mà em vẫn đang mơ ngủ à em nhìn tờ giấy này so với mặt em có phải nó còn trắng hơn không? Triệu Nam, em phát minh ra công thức mới hay lắm, mong em lần sau đừng phát minh nữa. Sau 10 phút, hầu hết các học sinh nhận bài, hoặc là thở dài, hoặc là nghiêm túc suy tư. Giáo viên dạy toán dơ bài thi tiếp theo lên, dùng ngón trỏ tay phải đẩy kính, trên mặt lộ ra một tia ngưỡng mộ. Dư vãn, đây là học sinh mới đến sao, có thể thấy kiến thức rất tốt, nhưng vẫn còn một số chỗ hơi nhầm lẫn. Sau chú ý một chút là được. Dư Vãn ngẩng đầu đi tới bục giảng, khiêm tốn nói, cảm tạ cô giáo đã khen ạ. Lúc cô ta trở lại chỗ ngồi, bạn cùng bàn Chu Hàm kinh ngạc nói, "Dư Vãn, không ngờ điểm của cậu lại tốt vậy, mau đưa bài cho tớ xem với, tiện tớ sửa mấy câu tớ bị sai." Dư Vãn hào phóng cho mượn bài thi, liếc tôi một cái rồi nói với Chu Hàm, "Dạng đề này tớ đã nghiên cứu rất kỹ, nếu cậu có câu hỏi nào không biết, chúng ta cùng nhau trao đổi nhé." chu hàm cười tủm tỉm nói không nghĩ tới cùng bàn lại có một học sinh ưu tú như cậu đó dư vãn lẩm bẩm nói một mình sao bài thi của chị khương tiếu còn chưa phát xuống vậy nếu chị ấy muốn sửa lỗi trong bài thi thì mình còn cho chị ấy mượn chứ tôi hỏi chấm sao mà hay ra rẻ quá hả chu hàm nhìn sang tôi do dự không biết có nên nói hay không dư vãn lại hùng hồn nói bình thường chị gái có nhiều thứ để giải trí chắc ít nhiều cũng chỉnh mảng việc học hành không sao, sau này mình có thể giúp chị ấy. Khương Tiếu, thầy Toán gọi tên tôi. Trong con mắt của các bạn học, tôi bình tĩnh bước lên bục giảng. Thầy dạy Toán nhìn tôi sau cặp kính dày cộp, ánh mắt cũng trở lên dịu dàng hơn. Khương Tiếu, chúc mừng em, bài thi điểm cao nhất lớp lại là của em. Tôi cầm bài kiểm tra, đứng bên cạnh thầy Toán, nhìn thẳng vào dư vãn. Dư vãn sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ai nói với cô ta rằng tôi không học hành chăm chỉ vậy? Chỉ vì nhà tôi có nhiều tiền ư? Suy bụng ta ra bụng người như thế là xấu đấy, em gái ạ. À. Thầy dạy toán chiều mến vỗ vai tôi, thật đáng tiếc khi em không đi thi đội tuyển toán của trường mình. Các em nhìn Khương Tiếu mà học tập nhé. Sau khi đi học về nhà, tôi giả vờ vô tình mà nói, hôm nay ở lớp con có bài kiểm tra toán đó mẹ. Khương trạch thành ồ một tiếng, tiện hỏi, dư vãn, nay con làm bài thi thế nào? Viện trưởng trước kia của con có nói với cha rằng điểm thi của con khá tốt đó." Dư Vãn lấy tờ giấy kiểm tra nhàu nát trong cặp sách ra. Cô ta đạt 128 trên 150 điểm. Khương Trạch Thành và Khổng Như Thu cùng nhau xem bài thi, cũng chưa nói cái gì, liền quay sang hỏi tôi làm bài thế nào. "Vẫn như trước đây thôi ạ, à, con được phun điểm." Khổng Như Thu nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Dư Vãn, lẩm bẩm nói, "Sao điểm thi lại còn thấp hơn cả Khương Tiếu vậy?" Nghe vậy, tôi quả thực cũng chả nghĩ gì cả bởi vì trước giờ khổng như thu vẫn luôn cảm thấy điểm của tôi chỉ ở mức trung bình ngay cả khi tôi đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra bà ta cũng chỉ nghĩ rằng bài kiểm tra dễ chứ không phải do tôi học hành chăm chỉ từ nhỏ tôi đã rất ít khi nhận được lời khen từ hai người họ thế nhưng dư vãn lại lộ ra vẻ kinh ngạc tôi cười tủm tỉm mà thêm mắm dặm muối nói xem ra điểm số của em gái em không được tốt lắm có lẽ ngày thường vẫn còn mải chơi hay là bố mẹ thuê gia sư dạy kèm em ấy xem sao." Khương Trạch Thành hỏi, "Dư Vãn, con thấy sao?" Dư Vãn nghiến răng nói, "Cảm ơn cha mẹ đã quan tâm, con không cần thuê gia sư đâu ạ, à. con sẽ cố gắng tự học." Khương Trạch Thành và Khổng Như Thu chưa bao giờ quan tâm đến điểm số của tôi, nói cách khác, bọn họ cảm thấy Khương gia đã có sẵn công ty lớn rồi, chút điểm số trung học này không có quan trọng. Cho nên nghe Dư Vãn nói như vậy, bọn họ liền đồng ý. Đêm hôm đó, Dư Vãn làm bài ở phòng khách, người hầu đi tới đi lui đều khen Dư Vãn thật là chăm học. Trái ngược với cô ta, tôi không chỉ giả vờ diễn kịch, mà còn cố tình đặt đồng hồ báo thức trước 2 tiếng đồng hồ, bài tập về nhà chưa làm xong cũng bỏ đấy đi ngủ luôn. 4 giờ sáng. Đồng hồ báo thức reo liên tục, tôi mang đôi mắt ngái ngủ đi xuống bếp và tự pha cho mình một tách cà phê americano. Sau khi nhấp một ngụm, tôi liền cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng. Hiện tại bắt đầu làm bài tập Hẳn là có thể hoàn thành nó trước 7 giờ sáng. Tôi đi đi lại lại giữa phòng khách và nhà bếp, đám người hầu thấy tôi đều kêu lên, sao tiểu thư dậy sớm thế? Có muốn ăn gì không? Chúng tôi đi chuẩn bị vài thứ cho cô. Không cần, hai người tiếp tục ngủ đi, tôi nướng một lát bánh mì ăn là được. Tôi cố ý gây ra tiếng động ầm ĩ, cho đến lúc đồng hồ sinh học của Dư Vãn điểm lúc 6 giờ, tôi đã ngồi sẵn ở bàn ăn, duỗi tay ra chào cô ta. Chào buổi sáng. Tôi dậy sớm, tất nhiên không đơn thuần là để hành hạ bản thân, mà còn để tra tấn người khác nữa. Dư Vãn, hôm qua em đã nói muốn dậy sớm cùng chị, mà sao hôm nay em lại dậy muộn thế? Hồi ở cô nhi viện em cũng ngủ như vậy sao? Hay hôm qua chỉ là trường hợp đặc biệt nhỉ? Dư Vãn mới sáng sớm đã bực mình, như lại nói, em dậy muộn bởi vì đêm qua thức đêm làm bài tập. Bài tập gì? Chẳng lẽ là làm bài tập toán mà điểm kém hơn của chị hay sao? Nhưng mà, chúng ta học cùng lớp, bài tập cũng đều giống nhau. Tại sao mà chị có thể dậy sớm, em lại không thể? Hay là em lén lút chơi những thứ khác phải không? Em không có. Vậy á, à, em không có, tức là em vẫn luôn chăm chỉ học hành phải không? Tôi mặc áo khoác, mở cửa lớn ra, sau đó quay đầu lại hướng chỗ cầu thang nơi Dư Vãn đứng, nói, vậy sao mà điểm thi của em lại thấp như vậy? Thế thì em phải nghiêm túc xem xét lại đi thôi sau khi nói xong tôi đóng cửa lại dầm một cái và bắt đầu chạy bộ vào buổi sáng như thường lệ dư vãn hôm nay có vẻ như biết kiềm chế hơn một chút ở trường cũng không nói chuyện nhiều với tôi lúc tôi đi ra ngoài trở về lớp liền nghe thấy cô ta nói với bạn cùng bàn không biết vì cái gì tớ cứ cảm thấy chị khương tiếu hình như không thích tớ lắm tôi ho nhẹ một tiếng dư vãn vừa thấy tôi lập tức im bặt co quắp như con chim cút sau giờ học tôi không trực tiếp về nhà mà đến phòng làm việc của mình. Đây là xưởng biên kịch tôi mở bằng số tiền kiếm được từ việc kinh doanh cổ phiếu. Số tiền này nói đến cũng thật buồn cười. Nó là số tiền đầu tiên tôi kiếm được trong một vụ cá cược với Thiệu Hằng. Xưởng biên kịch này thì không có một chút liên quan nào với Khương Gia. Tôi cũng chưa bao giờ để nơi này dính dáng đến Khương Gia. Có thể nói nơi này là thành quả lao động miệt mài của chính tôi. Tôi thường xuyên kết hợp một số tin tức nóng cùng với một vài chuyện cổ đại mà tôi nghĩ ra, sau đó những nhà biên kịch mà tôi thuê sẽ chịu trách nhiệm viết những nội dung đó thành kịch bản. Bộ phim cổ trang đang hot gần đây cũng từ xưởng này của tôi mà ra. Hôm nay, tôi nghe thấy thư ký Dương của Khương Trạch Thành nói, vị đại hoa đán kia mới bị phanh phui ra chuyện yêu đương, cũng vì vậy mà vị đại hoa đán này có ý định đi tìm công ty khác tốt hơn để chuyển mình. Tôi cũng biết hiện tại cô ấy đang ở trong thời kỳ chuyển thế quan trọng, tôi có một kịch bản ở đây, có thể giúp cô ấy chuyển thế, tôi nghĩ có lẽ cô ấy sẽ có hứng thú. Cho nên việc đầu tiên khi tôi tan học là đến xưởng biên kịch để lấy kịch bản, rồi cầm đến công ty quản lý, cũng không ngờ rằng hôm nay công ty lại náo nhiệt như vậy. Dư Vãn cũng đang ở đây. Thư ký Dương cùng tôi đứng ở hành lang. Vừa lúc thấy trong một phòng tập, Dư Vãn đang bị một nhóm thực tập sinh nam vây quanh. Những kẻ su nịnh đó luôn tò mò về mối quan hệ giữa Dư Vãn và Khương Trạch Thành. Thư ký Dương ở bên cạnh nói với tôi, vợ chồng ông chủ hôm nay tới giải quyết công việc của lãnh thiền còn mang theo cô gái này, bảo tôi dẫn cô ấy đi tham quan một vòng. Lãnh thiền, chính là vị đại hoa đán mà bị đám paparazzi chụp lén được cảnh hẹn hò ở khách sạn. Trước kia, lúc tôi chưa biết mình là thiên kim giả, tôi luôn nghĩ rằng sau này kiểu gì công ty này cũng nằm dưới tay tôi kế thừa. Thậm chí Khương Gia, Thư Ký Dương và tất cả mọi người xung quanh tôi đều nghĩ như vậy. Bởi vậy, tôi thường xuyên tiếp xúc với một ít công việc của công ty, Thư Ký Dương thấy Khương Trạch Thành không tỏ ra phản đối, liền cũng mặc kệ hành vi của tôi. Bây giờ Khương Trạch Thành lại đưa Dư Vãn đến công ty, chẳng lẽ là đang cảnh cáo tôi, công ty này là của Dư Vãn, mà tôi thì không phải người nhà họ Khương, không nên tham đồ của nhà họ Khương hay sao? Cái công ty R, ách này, nói thật tôi cũng đâu có tê, hèm đâu. Điện thoại di động của thư ký Dương phát ra một âm thanh thông báo ngắn, sau khi nhìn điện thoại xong, anh ta nhanh chóng kéo tôi vào bấm thang máy. Ngắn gọn nói, lãnh thiền có ý định chấm dứt hợp đồng với công ty, Ông chủ hiện đang cố gắng ngăn cản cô ấy. Thang máy của chúng tôi đi thẳng lên tầng trên cùng. Vừa lên đến nơi, tôi liền nhìn thấy lãnh thiển từ trong văn phòng của Khương Trạch Thành đi ra. Cô ấy đeo kính dâm lên, liếc nhìn tôi cùng với thư ký Dương một cái, sau đó kiên quyết rời đi một cách duyên dáng. Quả là mỹ nữ vừa xinh đẹp vừa có cá tính mà. Mà lúc này, Khương Trạch Thành đứng ở cửa phòng làm việc, vừa bất lực vừa tức giận hét lên, nếu không phải công ty tôi luôn sủng ái cô, thì cô cho rằng mình sẽ nổi tiếng hay sao. Sau đó, ánh mắt Khương Trạch Thành cũng chậm rãi dừng lại trên người tôi. Trong lòng tôi một tiếng toang. Khương Tiếu, lại đây. Khương Trạch Thành hai mắt đỏ hoe, hơi thở gấp gáp. Tôi biết, đây là dấu hiệu của việc ông ta muốn bạo lực gia đình. Khương Trạch Thành có thói quen bạo lực gia đình từ khi tôi còn rất nhỏ. Tôi từ trong miệng người hầu mà biết được, từ lúc Khổng Như Thu mang thai ông ta đã có thói quen bạo lực này rồi đến lúc tôi được sinh ra, cũng liền trở thành vật thay thế cho bà ta. Ông ta thường xuyên không thèm phân biệt trắng đen, cứ thế gọi tôi vào phòng mà dùng thắt lưng đánh tôi. Tôi cũng chả dám nói chuyện này với Khổng Như Thu, chỉ vì tôi luôn sợ gia đình sẽ không hòa thuận. Ai ngờ, có một lần Khương Trạch Thành đánh tôi, Khổng Như Thu vô tình bước vào phòng này. Tôi không chịu nổi cơn đau nữa, vì vậy tôi đã bỏ đến chỗ bà ta van nài, mẹ ơi, mẹ cứu con với thế nhưng khổng như thu lại hờ hững đá văng tôi ra sau đó bà ta vội vàng rời khỏi phòng này làm như sợ bị tôi liên lụy đến cũng chẳng thèm liếc nhìn tôi một cái lại nói khương trạch thành coi bạo lực gia đình là một hình thức chút giận mỗi lần sau khi ông ta chút giận ông ta đều đến ôm tôi và ngắm nhìn thành quả của mình khóe miệng cũng vô thức lộ ra sự sung sướng cực độ đám người hầu từng chim lợn sau lưng tôi ông chủ trước đây đánh người cực kỳ dã man không ngờ những năm gần đây lại có thể kiềm chế được Đúng là lãng tử quay đầu, thật là quý giá. Khi tôi còn nhỏ, mỗi lần nghe những lời này, tôi đều buồn cười. Bọn họ đâu biết rằng Khương Trạch Thành chỉ là thay đổi người bị đánh, hơn nữa đánh tôi xong liền cho gọi bác sĩ đến băng bó và bôi thuốc, khiến vết thương lành siêu nhanh. Dịch vụ của bác sĩ cũng thật chu đáo, ha ha. Mãi đến khi tôi 15 tuổi. Một vết xước ở thắt lưng ông ta đâm vào ngực tôi ông ta liền đưa tay cởi cúc áo thứ hai trên ngực tôi để cha xem vết thương của con. Tôi thấy ham muốn lóe lên trong mắt ông ta. Ông ta nhìn chầm chầm vào ngực tôi, thở dài, khương tiếu, con trưởng thành rồi. Vào lúc đó, tôi thực sự đã nghĩ nếu ông ta dám làm gì đó, tôi sẽ dùng bình hoa phía sau lưng đập chết ông ta, cùng ông ta đồng quy vu tận luôn. Tén ten tèn ten tén tèn ten. Tén, tén. Điện thoại di động của tôi đột nhiên reo lên. Khương Trạch Thành cầm lấy di động của tôi. Tôi không biết lúc đó ông ta nghĩ gì, nhưng cuối cùng ông ta vẫn ném điện thoại lại cho tôi và thả tôi đi. Tôi nhìn cái tên Thiệu Hằng trên màn hình điện thoại, im lặng một hồi lâu. Sau đó, Khương gia liền cùng Thiệu gia liên hôn. Lúc này tôi mới hiểu Khương Trạch Thành nghĩ đến cái gì. Đơn giản, giờ tôi đã có giá trị hơn với ông ta, ông ta muốn tôi liên hôn. Trong mắt ông ta, có lẽ tôi chỉ có một công dụng đáng thương như vậy tôi đi theo khương trạch thành vào văn phòng của ông ta vẫn là cách bài trí quen thuộc âm thanh quen thuộc lại đây trong tay ông ta cầm một cái thắt lưng tôi ngoài mặt tỏ ngoan ngoãn nghe theo khương trạch thành có vẻ hài lòng với phản ứng của tôi ông ta nhìn tôi từ mặt đến chân cố chọn chỗ để bạo lực tôi con lớn lên mà chả giống cha và mẹ con một chút nào đúng là diện mạo không giống thật thành thật mà nói ngoại hình của Khương Trạch Thành có thể nói là thực sự xấu xí. Mũi củ tỏi, mắt nhỏ, tóc thưa. Khổng Như Thu thì đẹp hơn một chút, nhưng cũng chỉ được coi là trông cũng dễ nhìn. Cũng vì vậy mà con gái ruột dư vãn của bọn họ trông giống y như bọn họ. Chỉ là hiện tại tuổi còn nhỏ, có thể gọi là dễ thương, nhưng khi lớn lên ai biết sẽ thế nào. Mà tôi thì hoàn toàn trái ngược với bọn họ. Khuôn mặt trái xoan, mày cong, mắt phượng, con ngươi to và sáng, hàng mi dày có hiệu ứng eyeliner, sống mũi cao thẳng, đầu mũi hơi cong, khóe miệng hơi hơi xuống bên dưới, tăng thêm vẻ cao lãnh cho cả con người. Ánh mắt của ông ta cuối cùng cũng dừng lại ở trên mặt tôi, bởi vì khoảng cách quá gần, tôi có thể ngửi được mùi hôi thối mà ông ta thở ra. Sớm biết thế này, năm con 15 tuổi kia, cha đã. Ông ta không kịp nói hết câu. Bởi vì tôi trực tiếp dùng một chân đá văng ông ta ra. Bài tập chạy bộ buổi sáng có vẻ có hiệu quả phết, Ít nhất lúc này tôi chưa tốn mấy sức lực mà đã có thể đá văng lão già thối tha này ra rồi. Khương Trạch Thành trợn to mắt, mày điên à. Tôi cười khúc khích, ông đoán xem. Vừa nói tôi vừa nhanh nhẹn mà đạp thêm vài cái xuống, thừa dịp ông ta cũng chưa kịp kêu lên, tôi đã túm lấy cả vạt của ông ta, ông ta vừa lấy hai tay che cổ vừa ho sặc sụa. Chiếc cà vạt bị tôi thô bạo mà giật ra khỏi cổ ông ta, sau đó nhét luôn vào miệng ông ta. Thực ra tôi không định tấn công Khương Trạch Thành nhưng ông ta lại không biết điều mà cố tình gây sự với tôi sau thế cha cảm thấy con yếu đuối nên khi dễ con mãi sao tôi tát vào má trái của khương trạch thành cha vẫn tưởng con còn là trẻ con mà có thể đánh mắng sao tôi tát khương trạch thành một cái nữa vào má phải có cái nịt ấy tôi lại đấm một cái vào mũi khương trạch thành hai dòng máu mũi chảy ra chảy qua hàm và rơi xuống đất tôi lắc lắc tay không biết là do tôi không đủ sức hay là Khương Trạch Thành da dày thịt béo, vậy mà chỉ có chút đỏ lên. Nếu là mỹ nhân, bị đánh như này hẳn là sẽ có cảm giác nhu nhược đáng thương. Thế nhưng lại là một người đàn ông trung niên bụng bia hói như Khương Trạch Thành thì chỉ có nóng mắt mà thôi. Tôi trói Khương Trạch Thành lại, sau đó dùng máy in, in ra một bản thỏa thuận mà tôi đã soạn thảo từ lâu, ký tên, tôi túm lấy tóc Khương Trạch Thành. Khương Trạch Thành ưm ưm kêu lên. Nếu nay ông không muốn chết thì mau thành thật mà ký tên lên đi. Yên tâm, đây chỉ là thỏa thuận đoạn tuyệt quan hệ của tôi với Khương gia mà thôi. Kỳ thật, trong bản thỏa thuận này tôi cũng có thêm chút tài sản, nhưng tôi vẫn biết giới hạn của mình. Khương Trạch Thành không hổ danh là một thương nhân, dù bị đánh đập như thế cũng không từ bỏ lợi ích trước mắt, ông ta lật xem bản thỏa thuận một chút, xác định không có vấn đề gì mới chịu ký tên. Tôi xem lại bản thỏa thuận, sau đó bật camera trước của điện thoại, chỉnh sửa lại tóc mái sau đó đưa ống kính đi xung quanh hướng về phía khương trạch thành chụp một lúc mấy tấm ảnh khương trạch thành mày làm gì vậy tôi để lại một chút đe dọa thôi ấy mà nói xong tôi ưỡn thẳng lưng rời khỏi văn phòng đen đủi này thư ký dương đang ở phòng làm việc khác bên cạnh thấy tôi đi ra liền gật đầu với tôi một cái tôi đang có tâm tình tốt nên cũng vẫy tay với anh ta cửa thang máy vừa mở ra đúng lúc dư vãn vừa từ dưới lầu đi lên Tôi liền chạm mặt với cô ta. Em là đang tìm Khương Trạch Thành sao? Tốt nhất là không nên gặp lúc này, tôi tốt bụng nói. Dư Vãn lườm tôi, sao chị lại gọi thẳng tên cha như vậy, thật là không có lễ phép. Nhìn thái độ của Dư Vãn như vậy, tôi đành nhún vai. Vừa rồi tôi đánh Khương Trạch Thành một trận vậy, lúc đi ra còn quên không khóa cửa lại. Cho nên, Dư Vãn có thể dễ dàng đi vào văn phòng của Khương Trạch Thành. Chỉ là lúc này có nên đi vào hay không nhỉ? thật nực cười khi khương trạch thành lại nghĩ tôi là đứa trẻ yếu đuối thực sự thì việc ông ta chưa biết còn rất nhiều ví dụ tôi vẫn luôn lên kế hoạch để rời khỏi nhà họ khương ví dụ tôi vẫn luôn thuê thám tử tư để điều tra một số việc ví dụ là tôi tự mình đi kiểm tra dna của tôi và khương trạch thành khổng như thu để sau đó tiết lộ ra cái tin tức tôi không phải con bọn họ lại ví dụ ngay lúc này tôi đang ngồi đối diện với lãnh thiển Cô ấy cầm kịch bản của tôi trên tay, ánh mắt đầy sự tán thưởng. Việc này coi như hoàn thành. Tôi mỉm cười nhẹ và nói với cô ấy, hợp tác vui vẻ. Tự mình, dựa vào sức của mình, cuối cùng cũng vút bay rồi. Tôi đưa Lãnh Thiển lên xe. Bạn trai nhỏ của cô ấy đang ngồi ở ghế lái, vừa nhìn thấy Lãnh Thiển liền hỏi han ân cần, cũng tự tay thắt dây an toàn cho cô ấy. Hai người bọn họ ở trong cửa kính dần kéo lên, liền hôn nhau không thể không nói bạn trai nhỏ của cô ấy là người lai anh ấy rất rất đẹp trai chẳng trách cô ấy lại rơi vào lưới tình này cùng lãnh thiển nói chuyện trong một thời gian ngắn vậy mà dường như mọi thứ đều giải quyết xong rồi trên trời trong xanh và không có mây cuối cùng tôi sẽ làm một việc mà tôi luôn muốn làm đó là lễ bái cha mẹ ruột của mình tôi mua một bó hoa và đi đến nghĩa trang địa chỉ này tôi lấy từ phía thám tử tư trước giờ tôi cũng chưa từng đến Khu vực xung quanh bia mộ được coi là sạch sẽ, nhưng không có hoa hay đồ lễ vật, trông có vẻ trống trải. Có thể thấy được, Dư Vãn không thường xuyên đến đây. Tôi vuốt ve hai cái tên xa lạ mà lại ngỡ thân quen trên bia mộ. Không thể không nói, nếu bây giờ tôi đứng chung một chỗ cùng với cha mẹ ruột của mình, chắc chắn mọi người đều sẽ nghĩ rằng tôi là con gái ruột của họ. Bởi vì, gương mặt này của tôi quá là giống họ. Tôi có đôi mắt của mẹ tôi và cái mũi của cha tôi họ và tôi lẽ ra phải là những người có mối liên hệ mật thiết nhất trên thế giới này. Theo báo cáo điều tra, một trong hai người họ là người chăm chỉ, còn người kia thì tinh tế và dịu dàng. Mỗi lần đọc báo cáo, tôi không khỏi có chút ghen tị với Dư Vãn, có thể ở bên họ một khoảng thời gian, lại có được tình cảm gia đình mà trước giờ tôi chưa từng có. Tôi rất muốn nói rằng tôi nhớ họ, nhưng trên thực tế tôi thậm chí không có tư cách để làm thế, bởi vì tôi chưa bao giờ được gặp họ. Suy cho cùng, tôi và Dư Vãn, hai con người đều không làm gì sai nếu nói tất cả đều là lỗi của cô y tá nhỏ đã đeo nhầm bảng tên cũng khiến hai danh tính của chúng tôi bị hoán đổi nghe cũng không đúng lắm tóm lại số mệnh của hai chúng tôi là như vậy không muốn cũng không thể thừa nhận tôi dựa vào bia mộ nhắm mắt lại như một đứa trẻ thèm hơi ấm trong lòng mẹ mãi cho đến khi trời tối hẳn mới lưu luyến mà rời đi tôi cũng không có quay về nhà họ khương bản thỏa thuận tuyệt giao quan hệ kia đã được ký kết rồi, tôi không nghĩ mình còn liên quan gì đến nhà họ Khương nữa, tự nhiên cũng lười để ý đến chuyện Khương ra lộn lộ xộn. Nhà họ Khương này, cho dù tôi là thiên kim thật, tôi cũng nhất định sẽ chạy mất. Khương Trạch Thành và Khổng Như Thu đã bỏ tiền ra nuôi tôi, nhưng họ cũng ngược đãi tôi. Tôi cùng Dư Vãn trao đổi thân phận, nhưng nếu không phải tôi lén lút điều tra kết quả, chỉ sợ lúc này cô ta có khi vẫn đang ở trong cô nhi viện, làm sao có thể trở về Khương ra được. Tôi cùng Khương gia, Dư Vãn coi như là huề nhau đi. Chẳng qua, ban đầu là tôi định phá đổ công ty của Khương gia rồi mới rời đi. Nhưng theo tôi quan sát, hóa ra công ty này đã vỡ nát, hiện tại Lãnh Thiển lại rời đi nữa, công ty này có lẽ không có tương lai rồi. Tôi đến khách sạn 5 sao thuê một phòng. Trong bồn tắm khổng lồ, những cánh hoa hồng dập dình theo sóng nước, tôi đang tập trung nghĩ ra kịch bản chủ đề ngày tận thế tiếp theo thì điện thoại liên tục reo lên. Tôi vừa ấn nghe máy liên có nhiều tiếng kết nói ầm ĩ cùng một lúc đầu dây kia có lẽ là cả nhà họ khương cùng lên tiếng khương trạch thành khổng như thu dư vãn còn có cả quản gia cùng với tiếng tin nhắn vang lên liên tục tôi bình tĩnh và trả lời từng người một khương trạch thành khương tiếu mày cho rằng nếu mày không có khương gia thì mày sẽ là cái thá gì chứ mày chẳng là cái gì cả tôi vâng vâng cha nói phải khổng như thu con thật to gan, nhanh lăn về đây nhận sai với cha con đi. Tôi, to gan cái gì chứ? Mẹ đang nằm mơ đấy à? Dư Vãn, Khương Tiếu, việc chị làm ở công ty là cố ý ư? Tôi, ừ, em bị Khương Trạch Thành đánh à? Quản gia, tiểu thư, ông chủ vừa về liền tức giận, nếu là lỗi sai của cô, cô mau về nhận lỗi đi. Tôi, tôi không làm sai gì cả, là Khương Trạch Thành làm sai, tôi mới là người đợi ông ta chịu nhận lỗi. Cuối cùng, vì sợ họ lại làm phiền tôi, tôi đành phải kéo một vài người vào một nhóm trong WeChat, sau đó đem bản thỏa thuận đoạn tuyệt quan hệ mà Khương Trạch Thành đã ký gửi vào nhóm. Quản gia, tôi gửi một câu, chúc cả nhà 886. Cuối cùng, tôi kéo tất cả bọn họ vào danh sách đen. Thế giới của tôi lúc này mới yên tĩnh làm sao. Ngày hôm sau, tôi vẫn đến trường như bình thường. Không khí trong khuôn viên vẫn như mọi khi, dù sao học sinh đến học ở đây đều là con nhà danh giá. Khương Trạch Thành cũng không dám làm lớn chuyện. Buổi sáng Dư Vãn không đến trường, buổi chiều mới đến, khóe miệng có chút sưng lên. Hình như Khương Trạch Thành đã làm gì cô ta rồi. Vừa nhìn thấy tôi ở hành lang, cô ta tức giận bước tới, "Chị rốt cuộc đã làm gì cha vậy, lại khiến cả Khương gia đều không được yên ổn vậy?" Tôi bày tỏ sự khó hiểu của mình, khiến cả Khương gia không được yên ổn chẳng phải ông ta sao? Sao lại là lỗi của chị rồi? Dư Vãn chỉ vào tôi, "Chị, không thể nào." Cha vẫn luôn tốt với tôi, ngày hôm qua đều tại chị mà ông ấy mới tức giận. Tôi thấy hạn hán lời luôn á. Không phải do tôi thấy đuối lý, mà là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy một người ngu dốt như thế này, thật là quá hiếm hoi mà. Em chưa từng nghe câu, bạo lực chỉ có một lần và vô số lần hay sao. Thân mình dư vãn bắt đầu run lên, nhưng lại trầm mặc không nói gì. Tôi cười, ghé vào tai cô ta nói, chị chưa bao giờ coi em là kẻ thù, nhưng hình như em rất có ác cảm với chị từ trước đến nay em đều như vậy tại sao thế dư vãn theo bản năng phản bác em em không có nghệ thuật trà xanh nhỏ của cô ta ở trước mặt tôi thật sự quá nhạt nhẽo mà tôi tự mình nói tiếp em cho rằng chị đoạt lấy đồ của em sao nhưng em có từng nghĩ tới đồ vật của chị không phải đều là thân phận đại tiểu thư khương gia cho chị mà là chính chị dựa vào sức lực của bản thân mà tự kiếm hay không dư vãn hai mắt đỏ hoe lúc này rốt cục ngẩng đầu lên nói, không có Khương gia, chị nghĩ chị có được ngày hôm nay sao? Chị chưa bao giờ làm người nghèo, chị sẽ không hiểu nổi. Tôi nghĩ nghĩ, cũng đúng, nhưng chẳng phải chị đã rời khỏi Khương gia rồi hay sao? Em có bao giờ nghĩ chị cũng giống em, không hề muốn bị hoán đổi như này không? Ngay tối hôm qua, tôi nhận được tin nhắn thẻ ngân hàng của tôi đã bị đóng băng. Khương Trạch Thành tưởng như vậy có thể khống chế tôi sao? Chắc ông ta không nghĩ tới, trong tay tôi còn có mấy trăm vạn, phòng làm việc hiện tại của tôi mỗi tháng đều thu về mấy chục vạn lợi nhuận. Hơn nữa, lần trước tôi và Lãng Thiền cũng đã hợp tác thành công. Lãng Thiền dự định thời gian tới sẽ tự mình mở một hãng phim, hiện tại số tiền trong tay cô ấy có thể dùng để đầu tư vào một bộ phim truyền hình và điện ảnh, bộ phim truyền hình trong tay tôi cũng là được bán cho cô ấy. Tiếp theo, tôi sẽ giúp cô ấy điều chỉnh kịch bản để chuyển mình. Mấy ngày yên bình như vậy trôi qua, cuối cùng quản gia của Khương gia cũng đi đến trường tìm tôi. Ông ấy thật ra cũng không trực tiếp liên lạc với tôi, mà đến văn phòng thầy hiệu trưởng trước. Chờ đến khi hiệu trưởng gọi tôi đến, tôi chỉ nghe loáng thoáng tiếng quản gia nói, Khương Tiếu, thôi học. Trước khi đi vào, tôi đã nhanh tay bật nút ghi âm trên điện thoại lên. Quản gia vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt già nua, vần đục hiện lên vẻ châm chọc, Khương Tiểu Thư, dạo này cô sống tốt chứ. Tôi không trả lời câu hỏi của ông ta, mà trực tiếp đi đến chỗ hiệu trưởng hỏi, "Hiệu trưởng, tôi vừa ở ngoài cửa nghe được cái gì mà thôi học?" Quản gia nói, "Không sai, đây là ý của Khương tiên sinh." Tôi nhìn thẳng vào hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng vỗ vai tôi, nói với quản gia, "Điểm số của Khương Tiếu rất tốt, nếu tiếp tục duy trì học lực như này, em ấy có thể thi vào trường danh tiếng top 2 hàng đầu cả nước, không hiểu sao Khương tiên sinh lại muốn cho Khương Tiếu thôi học vậy?" Quản gia lạnh lùng nói, "Đây là chuyện của Khương gia." thầy hiệu trưởng có chút ngẹn ngào tôi cười khẩy em không muốn nghỉ học em không tin người khác có thể thay em quyết định cuộc sống của em quản gia hừ lạnh một tiếng đã như vậy tôi muốn xin nhà trường hoàn trả học phí của khương tiếu thầy hiệu trưởng cả người đều choáng váng hay thật khương gia cũng cũng coi như là kẻ có tiền như thế nào lại còn muốn mang mười mấy vạn đòi lại thực sự mặt cũng không cần chỉ để trả tê hù tôi Tôi không nhịn được cười ra tiếng, sao vậy, người ngoài không biết còn tưởng Khương gia phá sản đó. Thầy hiệu trưởng vốn cho rằng tôi và gia đình có chút mâu thuẫn, nhưng khi nghe tôi nói lúc này, ông ấy càng nhận ra có điều gì đó không ổn. Bất cứ nơi nào có mâu thuẫn giữa con cái và cha mẹ, cha mẹ sẽ buộc con cái phải thôi học. Được rồi, tôi vẫy tay với quản gia, ông đừng làm khó trường học nữa, nhà họ Khương đáng thương như vậy, tôi sẽ đem tiền học phí trả lại cho các người, coi như là tiền mua quan tài cho khương trạch thành vậy nói xong tôi lấy điện thoại ra và muốn chuyển tiền học phí năm nay của mình cho quản gia quản gia không chút do dự nói khương tiếu cô nói cái gì vậy cô thật là ngang ngạnh nếu cô muốn trả lại vậy thì đồ vật mà cô dùng bao năm qua ở khương gia đều trả về đi chỉ đòi học phí thôi chưa đủ phải không lại còn muốn tiền khác à có cái nhịt ấy tôi cũng không có cao thượng như thế đâu hơn nữa nếu ông ta đã nói như vậy, một xu tôi cũng không trả lại nữa. Tôi ở Khương Gia đã sống ủng phí nhiều năm như vậy, tiền này cứ coi như phí tổn thất cho thanh xuân đó đi. Quản gia hình như còn muốn nói thêm điều gì, tôi lại gần trầm giọng nói, ông cứ tiếp tục ở chỗ này làm loạn đi, tôi không khách khí với ông nữa. Khương Trạch Thành còn có nhược điểm trong tay tôi, nếu không tin, ông về hỏi hắn ta một chút xem. Nhược điểm mà tôi nói đến, tất nhiên là ảnh trước tôi chụp Khương Trạch Thành ở văn phòng hôm đó. Quản gia rất trung thành với Khương Trạch Thành. Nghe vậy, ông ta hơi hơi rũ mi mắt xuống, giống như đang thử phán đoán lời tôi nói là thật hay giả, cuối cùng, ông ta cũng miễn cưỡng rời đi. Sau khi quản gia rời đi, tôi nói với hiệu trưởng, "Khương gia thật là làm loạn, thầy nhỉ?" Hiệu trưởng: "Làm như em không phải người nhà họ Khương ấy." Ngày hôm sau, hiệu trưởng liền đã hiểu tại sao tôi lại nói như thế. Bởi vì Khương gia đã gửi thiệp mời đến đó là yến tiệc nhận người thân của Dư Vãn. Trên thiệp mời đã giải thích rõ chuyện thiên kim thật, thiên kim giả. Lại còn ghi, bởi vì tôi không chấp nhận được sự thật, cho nên trong cơn tức giận, tôi đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Khương gia không giữ được tôi lại, nên đành chiều theo ý tôi. Ok, được rồi, thích nói sao thì nói. Sau khi thiệp mời được gửi đi, những học sinh xung quanh tôi đều đã biết rằng tôi không phải là con gái ruột thịt của nhà họ Khương. Tôi thường xuyên cảm thấy những ánh mắt thăm dò cũng như bình luận chỉ trỏ về phía tôi. Nhưng tôi không có quan tâm. Tôi vẫn đi học bình thường, thậm chí còn đứng đầu khối trong kỳ thi giữa kỳ. Học tập cũng là một con đường lui trong kế hoạch của tôi. Ngoài ra, tôi vẫn được hoan nghênh như trước, các chàng trai vẫn liên tiếp không ngừng tỏ tình với tôi. Tôi nhớ tới lời Dư Vãn nói lần trước, tò mò hỏi anh chàng đẹp trai trước mặt, tại sao cậu lại thích tôi? Chàng trai dù cao một mờ tám nhưng lại cúi đầu ngượng ngùng, có chút e thẹn như con gái. Tớ, tớ thích cậu bởi vì cậu rất xinh đẹp. Gần đây tớ cũng có nghe nói qua chuyện của Khương Gia. Nhà của tớ so với Khương Gia lại có nhiều tiền hơn, nếu như cậu nguyện ý ở bên cạnh tớ, tớ cam đoan sẽ đối tốt với cậu. Trong lúc nhất thời, tôi không biết nên cười hay khóc nữa. Cảm giác như cậu ấy đang ngoái đuôi như chó vậy. Tiếc rằng bây giờ tôi không có hứng thú với tình yêu, liên từ chối cậu ấy chàng trai ủ rũ mà bỏ đi một ngày trước tiệc nhận người thân của dư vãn lúc tôi vừa tan học đang đi về phía cổng trường thì nhận được tin nhắn của vị hôn phu rẻ tiền của tôi em tới đón chị ủa cái gì vậy? tôi bước ra khỏi cổng trường chợt nhìn thấy cái biển số xe quen thuộc thiệu hàng kéo kính xe xuống khẽ vẫy tay với tôi tôi do dự một lúc giữa việc đi và không đi cuối cùng cũng bước lên xe của hắn ta có chuyện gì vậy? Tôi hỏi. Em thấy nhớ chị. Thiệu hàng tiến lại gần muốn ôm tôi, nhưng tôi lại chắn ghét dùng một tay đẩy hắn ra. Tôi hỏi, cậu lại dám tới đây, không sợ bị phan phát hiện sao? Không sao. Thiệu hàng tháo kính dâm xuống, ngày mai chị có đi yến hội không? Tôi liếc hắn ta một cái, tôi đi làm gì? Thân phận của Dư Vãn cậu cũng biết rồi đấy, vị hôn thê của cậu sau này là cô ấy, về sau nếu không có việc gì thì đừng đến tìm tôi nữa. Nói xong tôi liền mở cửa xe. Thiệu Hằng kéo lấy cổ tay tôi. Đôi mắt đào hoa của hắn ta thật quý phái và đa tình. Thậm chí, fan của hắn còn thường nói rằng với ánh mắt chiều mến như vậy, nhìn thùng rác cũng giống như nhìn người yêu vậy. Đó là lý do chị nhường em cho người khác sao? Nghe cái ngữ khí này của hắn ta, hẳn là có chút đang không vui. Nhường cậu cho người khác là có ý gì? Vị hôn thê của cậu là người có thân phận của tiểu thư Khương Gia, không phải Khương Tiếu tôi. Ánh đèn vàng buổi tối chiếu vào mặt Thiệu Hằng, làm tôi có chút không nhìn rõ biểu cảm của hắn. "Không phải." Hắn nói, "Người nhà hỏi em có muốn liên hôn cùng với Khương gia hay không? Bởi vì đối tượng kết hôn là chị, em mới đồng ý." "Đây là lời tỏ tình đấy hử?" Nói thật, cho dù không phát hiện ra thân phận của tôi, tôi cũng chưa từng nghĩ tới sẽ muốn ở bên Thiệu Hằng. Tôi đành phải nói thật, tôi không thích đàn ông đam mê cờ bạc thiệu hằng hung hăng vỗ ngực em đau lòng quá bầu không khí mập mở lập tức biến mất ngày mai em vẫn sẽ thông báo đính hôn với dư vãn chứ tôi hỏi thiệu hằng thản nhiên nói không biết có thể lắm vậy thì chị sẽ đến chị đến làm gì đoạt hôn sao thiệu hằng hai mắt sáng lên không phải là tôi cùng cậu trước tiên sẽ từ hôn thiệu hằng ngày hôm sau khi tôi đến yến tiệc Tôi mặc một chiếc váy đơn giản và thanh lịch. Quản gia đứng ngoài cửa nhìn thấy tôi, liền chừng mắt nhìn tôi, đám người hầu cũng cúi đầu sợ bị giận chó đánh mèo. Quản gia hạ giọng, sợ quấy rầy những vị khách khác, cô tới đây làm cái gì? Tôi cười rạng rỡ nói, tôi đến từ hôn với Thiệu Hằng. Không cần, những việc này đã được ông chủ cùng Thiệu ra thương lượng rồi. Ồ, nếu đã như vậy thì. Tôi đưa chiếc nhẫn đính hôn qua, vì tìm nó tôi đã lục tung nhà lên mới thấy. Vậy ông giao lại cho Thiệu Hằng giúp tôi, tôi đi đây. Tôi vừa định quay người, giọng nói của Dư Vãn từ đằng xa truyền đến, chị à. Tôi khó hiểu mà quay đầu nhìn lại. Dư Vãn mấy ngày nay điều dưỡng thật ra không tồi, da rẻ cũng trắng hơn, hiện tại mặc váy công chúa, phụ kiện đều dễ thương, dường như khiến người ta có cảm giác muốn che chở. Dư Vãn chiều mến nắm lấy cánh tay tôi, sao chị vừa đến đã rời đi thế? Uầy, sao lại dở trà ngôn trà ngữ ra đây rồi? dư vãn làm như thể cô ta và tôi là chị em ruột thịt vậy tôi nhìn khách hứa lui tới chợt hiểu ý của dư vãn đơn giản là muốn làm bộ làm tịch trước mặt khách hứa thôi dư vãn dẫn tôi đi thẳng vào đại sảnh sự kết hợp giữa thiên kim thật và thiên kim giả của chúng tôi đã thu hút rất nhiều sự chú ý trên đường đi thiệu hằng cũng đứng giữa đại sảnh đi về phía tôi và dư vãn dư vãn lập tức buông tôi ra lập tức khoác tay thiệu hằng anh thiệu hằng Tôi hướng phía Thiệu Hằng lấy nhẫn đính hôn ra, ừm, cái này trả cậu, hôm qua tôi mới tìm được. Dư vãn nhanh mắt nhanh tay, giật lấy chiếc nhẫn đính hôn của tôi và Thiệu Hằng đeo vào tay. Cô ta cũng không chê đó là thứ tôi đã đeo trước đó, lại còn thẳng thắn khen ngợi, thật là đẹp quá. Tôi lười nhắc nói, thích thì em đeo luôn đi. Tôi đến đây, trước tiên là để trả lại nhẫn, nhưng cũng là để thị uy cho người khác biết là tôi tự nguyện từ hôn với Thiệu Hằng. Mấy ngày nay, tin đồn hai cô con gái nhà họ Khương tranh giành một người đàn ông thực sự gây xôn xao. Bây giờ Dư Vãn và Thiệu Hằng liền đính hôn, hy vọng tin đồn sẽ sớm ngày bình ổn. Tôi làm xong mọi việc phải làm, cũng không thèm tiếp tục giả vờ với Dư Vãn, trực tiếp đi lấy đồ ăn. Phải nói rằng đầu bếp của Khương gia thật sự quá là tài năng. Bữa tiệc liền sớm bắt đầu. Mùi thơm của thức ăn tỏa ra khắp khán phòng. Khương Trạch Thành và Khổng Như Thu bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay như sấm. Dư Vãn theo sát phía sau bọn họ. Ánh đèn trong đấu trường dần dần tắt đi, ánh sáng chủ yếu chiếu vào bọn họ trên sân khấu. Mọi người, hôm nay là buổi tiệc nhận người thân của con gái chúng tôi, toàn bộ ngọn nguồn tôi đã viết trong tấm thiệp rồi. Từ hôm nay trở đi, người thừa kế khương gia nhà chúng tôi chính là Khương Vãn, cũng là vị hôn thê của Thiệu Hằng. Thiệu Hằng nâng ly rượu hướng lên sân khấu. Đèn trong đại sảnh lại bật sáng, cùng với bản giao hưởng du dương, Thiệu Hằng đi đến trước mặt Dư Vãn ồ không hiện tại phải gọi là khương vãn chứ thiệu hằng mời khương vãn điệu khiêu vũ đầu tiên khương vãn nhẹ nhàng đặt tay cô ta lên tay thiệu hằng sau đó ở trong điệu khiêu vũ này dẫm lên chân thiệu hằng vài lần kỹ năng khiêu vũ này là đúng là không thể nhìn nổi bản giao hưởng cuối cùng cũng kết thúc khương vãn trên trán có chút đổ mồ hôi cô ta đi tới trước mặt tôi nhìn miếng bánh nhỏ trong tay tôi chị à chị không quản lý giá người sao tôi nhìn eo nhỏ ngực lớn của chính mình, trong đầu tôi từ từ hiện lên một số chấm hỏi. Khương Vãn thở ra một hơi, bên môi nở nụ cười, "Chị, chị thấy Thiệu Hằng thế nào?" Tôi liếc nhìn Thiệu Hằng. Trong bộ đồ màu trắng, anh ta trông giống như một con cờ hó vậy. "Trông cũng được." Tôi nói. Khương Vãn cười đắc thắng, "Đáng tiếc, bây giờ anh ấy là của em, chị sẽ không tức giận chứ?" Tôi thật sự thấy cạn lời, "À thế à." Khương Vãn lại không ngừng nói một người đàn ông đẹp trai như vậy sau này em sẽ ôm và hôn anh ấy chị à chị thực sự không cảm thấy gì sao cô ta đang làm khùng làm điên gì vậy thiệu hằng hôm qua còn chạy đến trước mặt tôi tỏ tình hôm nay đã có vị hôn thế mới ngoài ra xung quanh anh ta chưa bao giờ thiếu các loại người mẫu nhỏ đây là một sự thật ai cũng biết trong giới dư vãn đúng là đã ôm phải dưa thối lại coi đó như bảo bối khương vãn Khổng Như Thu gọi Khương Vãn, bà ta cũng hướng bên này đi tới, liền vừa vặn nhìn thấy tôi đang đứng bên cạnh người Khương Vãn, bà ta có chút sửng sốt, mở to hai mắt và hỏi, con, con vào bằng cách nào? Tôi duyên dáng ăn miếng bánh cuối cùng, mẹ hỏi Khương Vãn xem. Khương Vãn đành bước đến nhận là con dẫn chị vào đây. Khổng Như Thu chỉ vào chán Khương Vãn, con, con chính là quá thiện lương. Nếu là mẹ, thì không bao giờ mẹ cho cái con người lòng lang dạ sói Khương Tiếu này vào đây bởi vì giọng nói của bà ta hơi to nên một số khách đã chú ý đến chỗ này. Tôi xoa xoa khóe miệng. Như thế nào mà cứ một hai tìm đến tôi gây chuyện thế? Tôi lớn tiếng nói, tất cả những chuyện này đều là lỗi của con, là con đã chiếm giữ thân phận của Khương Vãn hơn 10 năm. Mẹ yêu cầu con trả lại số tiền mà nhà họ Khương đã bỏ ra cho con là đúng, nhưng sao mẹ lại đòi học phí của trường con học, lại còn uy hiếp con thôi học chứ? Lời này tôi vừa nói ra, xung quanh tôi đã vây đầy những người đến ăn dưa. Gia đình họ Khương này có phải hơi quá đáng không? Khương Tiếu cũng đâu có phải nguyện ý tráo đổi thân phận đâu. Đúng vậy, yêu cầu một thiếu nữ mười mấy tuổi trả lại tiền, đây mà là chuyện của con người làm già. Khương gia cũng đâu thiếu chút tiền này nhỉ? Khương Vãn, chị nói linh tinh gì vậy? Tôi giả vờ lau nước mắt, em gái à, chuyện này em không biết đâu, mấy ngày trước quản gia đến trường chị nói muốn nhà trường hoàn trả học phí của chị. Khổng Như Thu trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ, làm sao có thể, đừng ở chỗ này nói linh tinh. Tôi, con không nói linh tinh, ngày đó con có ghi âm lại, nếu mẹ không tin, tí trở về con sẽ tung lên mạng để mọi người cùng nghe. Khổng Như Thu chỉ vào mặt tôi, một lúc sau cũng không nói lên lời. Khương Trạch Thành cũng vội vàng chạy tới đây, ông ta chỉ vào tôi nói, hôm nay con ở đây nói linh tinh, còn không phải là muốn trở lại Khương gia hưởng phú quý hay sao. Ngay khi lời nói của ông ta thốt ra, Suy nghĩ của những người xem lại có sự thay đổi. Hóa ra Khương Tiếu còn muốn trở lại Khương gia, đúng vậy, tự nhiên trở thành thiên kim giả, mất hết tài sản, ai mà cam lòng được. Không có. Tôi quay đầu, trực tiếp nói với những người đang nói chuyện xung quanh, tôi tự nguyện cắt đứt quan hệ với Khương gia, ai ngờ Khương gia lại muốn đuổi cùng giết tận như này. Khương Tiếu Khương trạch thành tức giận đến đỏ cả mặt. Tôi hét lớn với những người còn lại đang đứng xem, mong mọi người làm chứng cho Khương Tiếu tôi đây. Từ hôm nay tôi không liên quan gì đến nhà họ Khương, chỉ mong ba người nhà họ Khương cũng sẽ đừng có nói xấu sau lưng tôi nữa. Sau khi nói xong, tôi đẩy người quản gia đang đi cùng một nhóm người hầu ra, bọn họ hẳn là có ý định đuổi tôi đi. Không nhọc các ngươi động thủ, tôi tự mình đi. Sau khi về nhà, tôi đăng đoạn ghi âm quản gia nói với hiệu trưởng rằng muốn cho tôi thôi học lên mạng. Trước đây, tôi đã thêm khá nhiều đồng nghiệp cũng như bạn bè cùng lứa trên mạng, vì vậy họ chắc hẳn đều đã xem tin tức này tối hôm đó thiệu hằng lại gọi cho tôi tôi ấn tắt một cái cậu ta vội vàng gọi lại tôi vừa bắt máy thì giọng thiệu hằng từ trong điện thoại vang lên thiệu hằng bảo bối em thực sự rất thích chị tôi hỏi chấm tiếp theo là giọng nói của khương vãn ồ vậy em thích chị đến mức nào thiệu hằng hừ một tiếng em thích chị nhất giọng khương vãn tiếp tục hỏi vậy em thích chị hơn hay chị khương tiếu hơn đương nhiên là chị rồi nói xong lời này kế tiếp là tiếng nước chảy đứt quãng giống như hai người đang hôn nhau tôi cười lạnh một tiếng khương vãn nghĩ cái này sẽ làm tôi buồn nôn sao cô ta cho rằng tôi chỉ biết hèn nhát yêu thầm thiệu hằng hay sao tôi hét hết cỡ vào trong điện thoại khương vãn tôi kiến nghị cô sau khi lên giường với thiệu hằng thì đi khám phụ khoa đi thiệu hằng a à, giọng nói của khương tiếu tiếu ở đâu ra thế đầu bên kia điện thoại liền có chút hỗn loạn Tôi trực tiếp cúp điện thoại và kéo nó vào danh sách đen. Có vẻ như càng nhẫn thì càng tức giận, lùi một bước tuyến vú tăng sinh. Tôi làm gì mà phải chịu đựng như thế chứ? Tôi sắp xếp lại một tập danh sách các nghệ sĩ của công ty Khương Thị mà tôi đã thu tập trước đó. Sau đó, tôi kiểm tra từng người một, viết ghi chú và sàng lọc tất cả những hạt giống tốt trong số các diễn viên và thực tập sinh đó, cuối cùng gửi danh sách này cho lãnh thiển. Tôi, nghe nói phòng làm việc của chị Thiền gần đây muốn tuyển người phải không? Chị có thể tham khảo danh sách này này. Lãnh Thiền nhận xong, liếc mắt liền hiểu ý của tôi. Cô ấy cũng không thích Khương Trạch Thành, liền cười đáp lại giọng nói của tôi. Cô bé, em thật lợi hại. Tôi nhận danh sách rồi, tôi sẽ đến đào góc tường Khương Thị cho em xem. Trong những ngày sau đó, tôi chạy giữa xưởng làm việc và trường học. Chỉ còn 2 tháng trước kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi liền gác lại công việc ở xưởng kịch bản để chuyên tâm ôn tập nghiêm túc thời tiết vào ngày thi đại học rất nắng, mặt trời trói trang ấm áp, thẳng tiến không lùi. Tôi nặng nề làm bài thi của mình, ngày hôm sau sau khi tôi kiểm tra đáp án, tôi ước tính mình có thể vào được cả hai trường cao đẳng và đại học tốt nhất trong nước. Khi kết quả được công bố, quả nhiên là như thế. Lần trước khi trở về trường thu dọn đồ đạc, tôi có vô tình gặp được Khương Vãn. Tôi nghe nói rằng thành tích của cô ta không được tốt lắm, chỉ miễn cưỡng thi được một cái kỳ thi thứ hai. Cô ta dừng lại trước mặt tôi, hai mắt đỏ ngầu, dựa vào cái gì? Hiện tại tôi đã là con gái ruột của Khương gia rồi, mà cô vẫn có thể sống tốt như vậy. Tôi nheo mắt và nhìn thấy vết thương trên trán cô ta. Đó là dấu vết của việc bị đánh đập. Có lẽ là Khương Trạch Thành đánh. Ánh mắt tôi dừng trên mặt đất. Một tia nắng từ cửa sổ chiếu xuống, trên sàn nhà ánh sáng có chút chói mắt. Em cũng thật là, tôi nói Thân phận của Khương đại tiểu thư có rất nhiều thứ, nhưng em lại chỉ nghĩ muốn có đồ tốt, lại không nghĩ muốn đồ xấu. Tôi báo danh vào một trường đại học ở kinh đô, nếu không có gì ngoài ý muốn, đây hẳn là lần cuối cùng tôi và Khương Vãn gặp nhau. Trong lòng tôi dâng lên một chút thương hại, tôi cho cô ấy lời khuyên cuối cùng, cuộc đời không có ai là đơn giản, chị hy vọng em có thể sớm học cách dựa vào chính mình. Nhưng đáng tiếc, Khương Vãn không nghe lời tôi. Cô ta tức giận nói: vị hôn phu của tôi là một thần tượng nổi tiếng tôi sẽ thừa kế quản lý công ty khương thị tôi sẽ sống một cuộc sống tốt hơn của chị tôi cười khẩy hừ mũi tôi đành từ bỏ tình tiết hỗ trợ người khác sang tôn trọng vận mệnh người khác thôi bởi vì nói nhiều cũng vô ích khương vãn nhìn bóng lưng tôi lồng ngực phập phồng gấp gáp tôi theo bản năng cảm thấy có gì đó không đúng nên vội tránh sang một bên vậy mà một thứ gì đó sắc bén lướt qua gương mặt tôi Khương Vãn nhe răng nanh vuốt nói, vì cái gì? Đến tột cùng là vì cái gì? Tôi nhìn con dao găm còn đang dỉ máu trên tay cô ta, trực tiếp dùng một chân đá văng con dao găm xuống đất, đồng thời dùng tay nắm lấy cầm cô ta, buộc cô ta phải ngước lên nhìn tôi. Cô thật đúng là không hiểu tiếng người. Tôi lắc lắc đầu, không lưu tình chút nào liền gọi cảnh sát. Có camera giám sát trong hành lang, chân tướng cũng rõ ràng. Giữa tiếng còi hú, Khương Vãn bị đưa về đồn cảnh sát sự tình nho nhỏ này cũng không ảnh hưởng chút nào với tôi trong kỳ nghỉ hè tôi đã chơi như điên suốt hai tháng trước khi bắt đầu đi học tôi đến gặp lãnh thiển với kịch bản mới của xưởng phim nghe nói nhà họ khương còn tưởng sẽ đưa được lãnh thiển về kết quả không những lãnh thiển bỏ đi lại còn bị cô ấy lôi kéo theo không ít các nghệ sĩ vừa vặn lúc này bị đối thủ cạnh tranh của khương trạch thành biết được lôi kéo thư ký dương phó chủ tịch công ty nhân cơ hội này mua một lượng lớn cổ phần thay thế Khương Trạch Thành trở thành cổ đông lớn nhất của Khương Thị. Lãnh Thiền cười to một tiếng, em không nhìn thấy vẻ mặt của hắn ta đâu, mua ha ha. Trong khi chúng tôi đang trò chuyện, trợ lý của Lãnh Thiển vội vàng mở cửa, Khương tiên sinh một hai phải ở dưới lầu chờ chị. Ngay khi trợ lý nhìn thấy tôi, anh ta nhanh chóng ngậm miệng lại. Lãnh Thiền không quan tâm lắm, quay sang hỏi tôi có muốn xem kịch vui hay không, vì vậy tôi rất tự nhiên đi theo cô ấy xuống lầu. Dưới lầu, Khương Trạch Thành âu phục nhăn nhúm, hai mắt thâm quầng, cả người không còn bình tĩnh, nhìn thấy Lãnh Thiển liền bước tới, tất cả những chuyện này đều do do cô dở trò đúng không? Lãnh Thiển lạnh lùng nói, tôi không hiểu ông đang nói cái gì, bảo vệ đâu? Bảo vệ đúng lúc đi vào, ngăn cản Khương Trạch Thành nổi điên. Khương Trạch Thành hét lớn, cô cứ đợi đấy. Tôi thờ ơ lạnh nhạt nhìn những chuyện này. Không có Khương Thị, Khương gia thực ra thì vẫn còn một số công ty nhỏ, Tài sản của họ vẫn nhiều hơn tầng lớp lao động bình thường, cũng đủ để ông ta an hưởng tuổi già. Miễn là ông ta đừng gây rắc rối nữa. Chẳng mấy chốc, đã đến lúc khai giảng. Tôi rời nơi mình sinh ra và lớn lên để đến thủ đô. Trong 4 năm đại học, tôi dường như đã biến thành một người bình thường. Ở thành phố mới, không ai biết tôi, tôi cũng không phải là đại tiểu thư nhà họ Khương, thiên kim thật hay thiên kim giả đều đã trở thành mây khói thoảng qua. Một hôm khi đang ngồi ăn ở căng tin, tôi nghe bạn cùng phòng nói về một cái tên mà tôi thấy quen quen. Nghe nói chưa? Vị hôn thê của Thiệu Hằng bị bắt vì đánh bạc. Từ khi lãnh thiển rời đi, Khương Thị ngày càng xuống dốc. Khương gia cũng vì Khương vãn cờ bạc mà tan nhà nát cửa. Chật chật, thật sự là, sống tốt không được sao, lại còn muốn đánh bạc. Tôi mở điện thoại lên, quả nhiên tin tức Khương gia phá sản nằm trong danh sách hot search. Nhiều năm qua, Khương Vãn nhiều lần công khai tham dự sự kiện với tư cách là hôn thê của Thiệu Hằng, bị fan bạn gái của Thiệu Hằng ghét cay ghét đắng, hiện tại trên Weibo mọi người đều vỗ tay tán thưởng. Điều mà những người hâm mộ này không biết là rất có thể Khương Vãn đã bị Thiệu Hằng mang lên bàn đánh cược. Phóng viên săn ảnh đã chụp được dáng vẻ ủ rũ của Khương Vãn từ một góc độ khó hiểu. Cô ta bị bảo vệ ném ra khỏi sòng bạc, với vẻ mặt không thể tin được, đến cái túi trên tay cô ta cũng là đồ giả nữa. Khương gia muốn trở thành như vậy sao? tôi ngẩng đầu lên nơi xa trời cao mây nhẹ đời này còn dài toàn văn hoàn